Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 30 tháng 7 trên đường Hai Bà Trưng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, ô tô có gắn camera hành trình đang di chuyển thì đối đầu với hàng loạt xe máy thản nhiên vượt giải phân cách đi ngược chiều để tránh ùn tắc tại nút giao. Trong đó có một người lái xe máy chở theo trẻ nhỏ. Dù đi ngược chiều, cản trở ô tô đi đúng luật nhưng người này không trở về đúng làn đường, mà thản nhiên đỗ xe giữa đường rồi bế đứa bé vào vỉa hè đứng. Phải sau 8 phút người lái xe máy mới rời khỏi vị trí bằng cách đi ngược chiều. Hành vi của người điều khiển xe máy cho thấy sự kém văn minh, thiếu ý thức tham gia giao thông, vi phạm luật giao thông đường bộ, gây cản trở giao thông nghiêm trọng. Sau khi đoạn clip chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người phẫn nộ trước hành động đi ngược chiều, dừng đỗ xe cản trở giao thông của người lái xe máy, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý, làm rõ vụ việc. Nghị định 100 năm 2019 quy định mức phạt cho xe máy đi ngược chiều là từ 1 đến 2 triệu đồng, tước bằng lái từ 1 đến 3 tháng. Nếu gây tai nạn, mức phạt là từ 4 đến 5 triệu đồng, tước bằng lái từ 2 đến 4 tháng. Ngoài ra, nếu người nào gây cản trở giao thông, ở mức độ nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng quy định tại Điều 318 Bộ Luật Hình Sự 2015. Vì vậy, mỗi người lái xe cần xếp hàng trật tự ngay ngắn khi đến các nút giao xảy ra ùn tắc giao thông, chủ động nhường đường cho người đi bộ qua đường và không được lạng lách hoặc đi ngược chiều.